kinh tế đủ lo cho hai đứa nhỏ, lo cho thêm một người nữa, rồi thậm chí có đứa con nữa, nổi không? Tốt à, tốt luôn rồi. Giờ nếu thật sự nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa lên được. À, nếu ai chịu đĩa. Đó. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Em xin chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quỳnh Linh. Em chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nhung, em năm nay 45 tuổi. Quê em ở Nam Định, em đang sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk. Chị Nhung nhìn rất là trẻ hơn so với tuổi rất nhiều luôn. Cho nên nãy giờ Ngọc Lan cứ gọi là em thôi. Xin lỗi chị. Sao sao? Chị ơi, là mình bay từ Đắk Lắk vào trong đây để mình tham gia chương trình hả chị? Em đi ô tô ạ. À, dạ. Làm công việc gì Nhung? Em giáo viên tiểu học ạ. À, rồi mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Xin chào bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Nhân Ron, sinh năm 71 ở Tàu Quang Bắc, Hội Nhân, Bình Định. Nghề nghiệp là làm cơ khí. Cơ khí? Dạ, đam mê cơ khí từ nhỏ. Rồi, người Đắk Lắk, người Bình Định ha. Mình nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi chị Nhung. Dạ, em thì có cái ưu điểm là rất là vui vẻ và hòa đồng. Ví dụ như về thời gian nội trợ thì cũng tương đối ổn. Dạ. Còn về kinh tế thì em cũng tự chủ. Dạ. Còn về cái nhược điểm của em thì đôi khi em rất là nhiều khi nhút nhát, với lại hay tủi thân và mùi lòng. Hèn gì á, chị Nhung có một đôi mắt rất là ướt. Ướt nhẹp mà, cho nên là dễ tủi thân là đúng rồi. Hình như bên đây bị cảm rồi, giọng... Dạ, giọng hơi yếu ạ. Hơi yếu đúng không? Dạ, em bị cảm ạ. Rồi mời nhà trai, chứ nhà gái của chúng tôi thì rất là đơn giản. Chỉ có một cái điều là hơi tủi thân hay mũi lòng, hơi bít ướt chút xíu thôi. Nhà trai chắc là cứng cáp đây, làm cơ khí mà ha. Dạ. Yeah. Thôi, ưu điểm của em là gì? Khuyết điểm là gì? Dạ, vừa nói ưu điểm thì rất là chăm chỉ, sáng tạo, thích chế tạo những cái máy móc mà mình làm. Hầu hết những cái máy móc mình làm thì đều có thể tự chế tạo được. Đam mê từ nhỏ mà. Đam mê từ nhỏ, rất là thích sáng tạo. Rồi hiện nay thì tình hình yêu đương của mình thế nào? Hay là có gia đình rồi? Dạ, cũng trải qua một đời vợ. Đời vợ. À, kết hôn năm 2007, cũng có được hai cháu trai. Hai cháu trai lớn là nhiêu? Lớn 14, nhỏ 11. Mình lấy vợ, ở đi vợ được mấy năm? 2007 đến 2018 là sao anh? Cũng mười mấy năm. Dạ. Sao chia tay? Cái này chuyện thì nó cũng dài, nhưng mà chắc trong này thì mình cũng có một phần lỗi. Đúng, đó, nhận ra cái lỗi của mình là quan trọng nhất. Thí dụ lỗi của mình là gì nè? Có thể là mình đã làm, lý do nào đó mình đã làm tổn thương vợ. Đó. Thì vợ lại làm tổn thương gia đình. Cho nên là đến một lúc nào đó tất cả đã nguội lạnh rồi thì thôi. Bây giờ lấy vợ về có làm tổn thương vợ nữa không? Cái này thì phải nói là cố gắng tốt nhất có thể để không làm bất cứ điều gì để tổn thương gia đình mình. Đó. Đúng rồi. Cái này là hết sức là quan trọng luôn. Đấy. Còn cũng xin chia sẻ với tất cả bà con ở đây là tại sao mình làm tổn thương vợ là cũng có lý do. Tức là đi lấy vợ là 37 tuổi rồi. Thì đại khái là cũng lấy cho có cho người ta. Cho nên riêng cái chuyện này không cũng đã làm cho vợ tổn thương rồi. Chứ còn chưa nói là gây hay là cái gì hết. Lấy cho có chứ không có yêu đương gì đúng không? Đúng rồi, đó, đó. Rồi. Chính cái chỗ đó đã làm cho vợ tổn thương. Rồi hay. Là còn một cái nữa vợ suy nghĩ rất là không có tích cực. Là ví dụ như là hầu đó mình làm thì nhà cửa xấu gì đó mình cũng đã tự có rồi. Trước khi có vợ đã có rồi. Cho nên vợ sống trong đó, vợ chỉ cảm thấy là được ở trong đó chứ không cảm thấy được sống trong đó. Nhưng mà Linh thấy anh nhận ra điều đó rất là tốt ha. Dạ, đúng rồi. Bây giờ mình cố gắng hết sức mình không thể làm tổn thương cho vợ và gia đình nữa là được. Dạ. À, bây giờ con đang ở với ai? Con thì lúc ra tòa thì lớn ở với mình, nhỏ ở với Mỹ. Nhưng mà Mỹ thì làm ăn xa, nhỏ ở với ngoại thì nó cũng mến bố nó về nữa đó. Tóm lại là nuôi luôn, ở ba cho con ở luôn. Ba cho con luôn. Hai kia là học hành sao rồi? Đứa học lớp 7, đứa học lớp 5. Cháu rất là ngoan, rất là khỏe mạnh, rất là... Kinh tế đủ lo cho hai đứa nhỏ, lo cho thêm một người nữa, rồi thậm chí có đứa con nữa, nổi không? Tốt à, tốt. Tốt luôn, rồi. Giờ nếu hay thật quá. Sự, nếu như mà ai mà chịu đĩa thì cũng có thể một hai đứa lên được. Nếu ai chịu đĩa. Đó, nhà trai tôi rõ ràng vậy. Nhà trai tôi rõ ràng vậy đó, nhà gái thấy sao? Quá rõ ràng và quá bản lắm. Lĩnh. Nhà gái hiện bà mối hiện tại đang rất là có cảm tình. Dạ, bây giờ mình hỏi về đường tình duyên của nhà gái nè. Đường tình duyên của mình sao? Em thì chị? Cũng có một chồng và bạn em ly hôn nhau. Em có hai con, thì con lớn em cũng đã lập gia đình. Còn con thứ hai của em cũng học đại học năm cuối. Kinh tế bọn em thì cũng ổn định. Dạ. Mình ly hôn lâu chưa chị? Thực ra ly hôn em ly hôn năm 2008, nhưng mà vẫn ở với nhau cho đến năm 2017 bọn em mới tách ra ở riêng. Ờ. Dạ.
Dạ em đang ở với ai? Em đang ở một mình. Một mình? Dạ. Nhà riêng hay là? Nhà riêng luôn. Nhà riêng luôn. Dạ. À. Bây giờ là mình mới bắt đầu là đi tìm một cái cuộc sống mới của mình nè. Anh nghĩ đúng là tìm cuộc sống mới được rồi đó. Mình bắt đầu hưởng những cái tháng ngày hạnh phúc đi. Em muốn tìm một người nào mà em cảm giác là người đó sẽ đem hạnh phúc cho em? Tất cả những cái em quan trọng nhất là cái sự chia sẻ và tình thương đấy. Quan trọng nhất cái đấy. Chứ một cuộc hôn nhân trước thì em cũng có đầy đủ yếu tố khác, nhưng mà có một thiếu gì chút đó gì chia sẻ hoặc là tình thương đấy, cho nên là dẫn đến có rạn nứt như vậy. Cho nên em cần chỗ đấy. Cần sự chia sẻ. Dạ. Nãy giờ anh đây anh nói hết ruột gan anh rồi đó. Dạ. Em thấy em cũng cảm nhận bên anh đấy, anh cũng đã rút kinh nghiệm về cuộc hôn nhân trước. Và có lẽ em cũng vậy. Rồi, ok. Bây tự giờ nhiên thì sau nghe chia sẻ của hai người này, cái da gà mình nó nổi lên. Mình có cái cảm giác hai người này là của nhau thì phải. Dạ, chào anh. Dạ. Anh ơi, em là đại diện của nhà gái. Em xin phép qua hỏi thăm mình chút xíu. Bây giờ mình mong muốn có một người bạn gái như thế nào nè? Nói chung là cũng tầm mít 6 trở lại thôi. Có luôn nha. Rồi cũng da thì cũng đừng có đen quá. Được. À, bên đó dễ gì mình có đầy đủ tay chân, những thứ quan trọng là được rồi. Giáo viên mà, thành ra là cũng an tâm. Dạ. Dạ. Anh có một cái điều gì mà anh không thích ở phụ nữ không? Những người phụ nữ mà không có phân biệt thị phi á, thì thật tình không? Không thích thị phi đúng không? Rất là ra ý nghe người ta thị phi nói này nó nói cho mình không có phân tích, không có biết cái nào là có lợi có hại cho mình. Thì thật tình mình không thích cái đó. Đúng. Dạ. Thì hiện nay trên mạng xã hội cũng có những tin ảo, tin giật gân này kia. Mình xem thì mình cũng phải biết phân tích cái nào đúng cái nào sai. Chứ mình cũng theo những cái đó thì đúng ra cũng mệt mỏi lắm á. Thôi bây giờ mình hỏi người thân đi. Anh đi ra vậy? Đi một mình. Một mình. Có cái gì vô? Có anh rồi, có anh Quyền Linh rồi anh ha. Rồi giờ mình qua mình hỏi nhà gái nè. Nhà gái đi với ai? Em đi với cháu em và đồng nghiệp. Cháu em tên là Phương á. Dạ. Rồi chào nhà gái. Em là bạn thân của Dung, cũng là vừa là đồng nghiệp. Dạ. Còn đây là cháu, ba người cháu. Thì trước tiên em xin chào anh Kinh Linh, chào MC Ngọc Lan, chào quý vị khán giả có trong trường quay. Dạ. Với Nhung thì có rất nhiều những ưu điểm. Nhung rất mạnh mẽ, tự lập tất cả mọi điều trong cuộc sống. Nhưng mà mọi người thì có một hoàn cảnh riêng. Với cuộc hôn nhân đổ vỡ thì cũng khá lâu rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì vì Nhung là một con người sống cho gia đình, cho nên là mãi đến bây giờ mới đi tìm một nửa hạnh phúc còn lại của mình. Thì với bạn anh ở đây thì cảm thấy anh cũng đã chia sẻ và mạnh dạn nhận những cái ưu và khuyết điểm ở bản thân mình. Thì với bản thân em thì em cũng thấy anh khá thẳng thắn, với một cái tính cách khá thẳng thắn. Đến đây thì không duyên thì chắc cũng có nợ. Thì hai người có thể cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Thôi hai người cũng có thể đủ giải quyết được rồi. Mình mở rào cho hai người gặp mặt đi. Nếu mà đúng thì mình bấm nút ha. Yeah. Mở rào. Bắt đầu đi. Bước qua luôn. Bước qua cái hàng rào tình yêu đó. Sáng sớm anh vô đây chỉ mua được bó hoa nhỏ. Dạ, còn cái này là cái đang ở quê. Đi đâu cũng hay nghe bà con hay nói đến bánh nít lá gai và nó trắng nước dừa. Đây đi vô đây xin trước ha, mời anh Linh Tử bóc giùm. Bóc giùm rồi khen giùm bà con cái luôn ha. Này quê ở bánh nít Hoài Nhơn á hả? Dạ rồi, bánh nít lá gai. À. Bình Định bánh nít. Mời Ngọc Lan cái đi, Ngọc Lan. Dạ, em xin. Khen giùm bà con luôn ha. Dạ, cảm ơn. Cái này là trả hết cho anh gái ha. Dạ vâng. Dạ, mời anh cái đi. Dạ thôi, cứ để lấy rồi tí em ăn sau ạ. Đây là anh mua sẵn chứ không có được dành trước. Cho nên nếu mà khi em thưởng thức nó không có được ngon lắm thì cũng cố gắng khen cho bà con nữa mà. Dạ, em nhìn là ngon rồi ạ. Dạ, không biết. Dạ, em có món quà tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn. Thơm lắm. Béo. Nhân dừa ha. Có đậu phộng, có gừng nữa. Bánh ít Bình Định ngon. Vì Bình Định tôi cũng thấy ngon hết trơn á. Người Bình Định cũng anh dễ thương nữa. Anh sống với ai? Anh thì anh sống hai đứa con. Hai cha, ba cha con nữa thôi. Ba cha con ở với nhau. Đang ở Bình Định. Bình Định. Thế là anh mở sở tại nhà luôn? Anh làm tại nhà luôn. Tự anh mở đây tự làm luôn? Ừ. Con anh cũng một cháu học lớp cấp 1, một cháu học cấp 2. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà anh và em mà tiến tới với nhau thì cái nghề nghiệp của em thì nó ổn định ở một chỗ. Theo anh thì anh sắp xếp thế nào? Nói chung bây giờ phần của anh làm cũng nói thiệt thế này. Con anh ấy còn nhỏ, phải cần cái sự mà chăm sóc cơm nước này nọ thì hào. Cái chỗ đó là cái chỗ anh cũng đang làm ra tiền. Dạ. Nói chung cái nghề của anh á thì có thể vào đây chỗ khác cũng được, nhưng mà đi lên trên cái miền cao nguyên thì nó hơi khó. Tuy nhiên
nếu như anh chị em mà cảm thấy thích nhau, đúng không, có thể cùng nhau nuôi cái dưỡng cái mối quan hệ này, rồi tạo một điều kiện thời gian ở đó chúng ta có thể gần nhau được. Tại vì anh làm thì luôn luôn có kế hoạch, và kiểu cái cuộc sống của anh nó vậy, nhưng sau này con anh nó lớn thì anh cũng có thể, anh cũng có kế hoạch rồi, có thể tự tìm cho mình một cái chỗ quê sáu 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 đó, anh cho nó rộng rãi cái nhà cửa anh ra, hoặc là nếu gì thay vì anh tìm ở quê thì anh có thể tìm ở đâu trên chỗ em đó, anh cũng có thể được. Thật ra là hai người này bổ trợ cho nhau rất là tốt. Đúng rồi. Một người rất là năng động trong cái công việc phát triển kinh tế, một người có thế mạnh về dạy dỗ con cái, bảo bọc cũng như là chăm sóc gia đình, là người phụ nữ này đây. Anh thấy hai người rất là tốt. Nổi da gà rồi, cái cảm giác rồi. Mình phân tích như vậy để hai người cảm nhận với nhau ha. Đây, anh Ron đứng lên. À, bây giờ nè, cô giáo với lại chàng kỹ sư cơ khí. Mình nắm tay nhau, mình giao lưu với nhau. Anh cầm tay em, anh cảm thấy rất là ấm áp. Không biết là em có đặt hôm nay nhiều vào trong này không, thì tình anh không biết. Anh chị thấy cảm xúc của mình rất thích. Rồi, em cảm ơn anh. Anh sẽ làm theo cảm xúc của mình. Hát bài tặng luôn, vẫn nắm tay chưa? Chưa đâu, đừng buông ra vội. Có thể nắm tay hát tặng cô giáo một bài nào đó anh Trang. Không biết hát nào mà xin hát bài khúc bài Hạ Tấn đấy ha. Cứ nắm tay nha, đừng buông tay nhau ra. Gọi nắng cho cơn mưa chiều, nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về, nào anh có hay gọi tên cho nắng chết trên sông dài. Đời xin có nhau dài cho mãi sau, nắng không gọi sâu. Áo xưa dù nhau cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau. Quá cảm xúc. Ra thế này nha, cô giáo, tôi sẽ nói với cô giáo điều này nè. Cảm nhận của Linh là Mai là mối rất là lâu. Dạ. À, anh này là một con người rất là thật tình. Đúng rồi. À, thật tình lắm, thật nhất có thể luôn. Dạ. À, anh cũng có một cái cảm giác thích cô giáo rồi đó. Còn cái chuyện cô giáo cảm xúc thế nào thì chút xíu mình sẽ lời bằng nút bấm. Mà cô Linh hy vọng rằng là cô giáo cho bên nhà trai tôi cơ hội. Nhà trai tôi dễ thương lắm. Linh nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể bảo bọc chở che, đem đến một cái hạnh phúc và một cái chỗ dựa cho cô giáo sau này đó. Dạ, dạ. Cô giáo biết sao, cảm nhận của Ngọc Lan á, anh Ron là một người nhiều cảm xúc, rất là tình cảm, là một người có trách nhiệm với gia đình, và anh làm việc gì anh cũng luôn có cái kế hoạch, chứ không phải là đụng đâu làm đó. Thì một người mà làm việc có kế hoạch là một người trụ cột ở trong gia đình đó. Mà ảnh lại tình cảm của ảnh dành cho cô giáo là mình nhìn thấy quá rõ rồi, nên đúng, là không có bàn cãi về việc không đó. Không bàn cãi gì hết. À, bây giờ thì quan trọng là hai người sẽ quyết định bằng nút bấm. Dạ. Nếu chúng ta thích, chúng ta bấm cho nhau cơ hội. Không thích, chúng ta không cần làm mất thời gian của nhau. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Linh thích điều đó. Rất thích điều đó. Hãy nắm tay nhau nào. Dạ, cảm ơn. Đây, bây giờ mình nắm tay nhau vậy nè, anh Ron. Đã thân được rồi. Không, nắm tay nhau. Đây, hỏi chưa, không biết như nó đang tay nhau. Thấy chưa, thấy thật tình ghê. Mình thấy rằng anh, trong ánh mắt của anh, trong cái thái độ tình cảm anh rất là thăng hoa, đúng không Ron? Đúng vậy. Tại nó chỉ để với bạn với gái chứ, Linh với Trực nó là thế này. Anh những cái tài giỏi thì là không có, thật chắc thôi. Anh luôn luôn làm cho mình, gia đình của mình tốt hơn. Anh luôn luôn làm cho vợ con mình được an toàn hơn. Dạ. Không, chắc chắn gì là Lan cảm nhận được điều đó. Từ lúc gặp ảnh tới giờ đó, không phải anh tặng ăn cái bánh ít của ảnh là nói nhiều vào đâu. Ha? Ăn bánh ít thì nó bánh ít chứ. Bánh ít nó rất ít, nhưng mà tình cảm nó hơi nhiều. Dạ. Rồi, chúc cho chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, sớm về chung một nhà nha. Linh rất mong muốn như vậy đó. Em cảm ơn anh ạ. Xin em cảm ơn chị. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Lan. Dạ. Em chào quý khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Phượng. Dạ, em sinh năm 1983. 83. Dạ, em sinh ra ở Nghệ An mà bây giờ em đang công tác và làm việc tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Phượng làm gì Phượng? Em làm bên ngành cơ khí đóng tàu. Rồi bây giờ nhà gái giới thiệu cho nhà trai nghe nè. Lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Chào em. Em tên là Nguyễn Thu Hương. Em sinh năm
1/84. Và hiện em sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Em làm quản lý nhà và phòng trọ cho thuê. Có bao nhiêu phòng trọ? 13 phòng trọ và mấy nhà cho thuê. Hồng Phượng thân mến, bây giờ Hồng Phượng nói chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của mình cho nhà gái nghe đi. Khuyết điểm trước đi. Khuyết điểm. Có hút thuốc. Có hút. Biết nhau, nhút nhạt, rụt rè được đám đông, nhất là trước bạn gái. Hút thuốc nhiều không? 2-3 ngày kiểu. Nhậu nhiều không? Đồ của em cũng khoảng 4-5 lon. Trời ơi, hút thuốc rồi nhậu nữa. Mình có ưu điểm gì để bù đắp lại cái nhược điểm đó không? Thật thà, vui vẻ hòa đồng với bạn bè. Hãy giúp đỡ người khác. Nghệ An rồi, mình vô đây mình sống với ai? Trước thì sống với chị gái, em gái. Và sau này em ở riêng. Tức là giờ mình thuê phòng trọ, ở trọ riêng. Dạ. Rồi mình làm cơ khí đó là làm sao? Ví dụ như mình làm con tàu, mình động cả phân, mình rạp cả phân lại, em là thợ hàn. Rồi, thợ hàn cơ khí đó. Chào nhà gái. Dạ, em chào anh. Dạ. Hay bà chủ nhà trọ? Bà chủ này chắc nhiều người trọ lắm á. Sao nè, ưu điểm, khuyết điểm gì nói cho nhà trai tôi biết coi. Ưu điểm của em á là vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm của em là đôi khi gặp cái người mà em cảm thấy thích á, thì em sẽ nhút nhát và em sẽ run lẩy bẩy. Run lẩy bẩy. Trời ơi. Em run lẩy bẩy nãy giờ. Yên tâm, với em thì em chỉ cần nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nhìn thôi người ta đã lo rồi. Nếu như mà em mà được như anh nói thì lâu nay em đâu có ế. Không thấy. Bao nhiêu mối tình rồi mà chưa có mối tình nào hả? Không, em có rồi. Nhưng mà em cảm thấy như là nó không hợp với em. Cái người đầu tiên mà em lấy làm chồng năm em 19 tuổi thì người đó đi với bạn gái đó. Thì có nghĩa là lấy nhau rồi. Thì khi đó em có bầu thì em gặp thì hai người đó dạy như em có xô xát một chút thì đẩy em, thì em bị sẩy mất đứa đầu tiên. Và cho đến bây giờ thì em vẫn chưa có đứa nào. Nói chung là em cảm thấy như là tự nhiên em bị ám ảnh á, xong rồi em không có muốn, giống như em bị mất niềm tin ạ. Đó là từ đó tới nay em không có. Em có, và cái người thứ hai thì cũng không hợp, và người thứ ba thì giống như là người ta rất là lo lắng cho em. Em thấy một cô bạn đó thì em coi như một người chị gái của em. Và người đó thì ví dụ như là em quen anh đó tại thấy lo lắng cho em quá thì sẽ ghen tị. Xong rồi thí dụ ngồi sẽ nói là cái con này nó lợi dụng mày tiền bạc thôi. Có nghĩa là nói với anh đó, còn nói với em là giống như chị nhận quen cho vui vậy đó. Qua đường thì tự nhiên là hai đứa gây một sự hiểu lầm và mâu thuẫn. Hai đứa cãi nhau đến độ mà không thể hàn gắn được. Và từ đó là em ế cho đến bây giờ. Em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi? Em năm 19 tuổi. Được bao nhiêu năm? Em ở được mấy tháng thôi thì em mất cái bầu nên là em ly dị luôn. Em nghe hoàn cảnh bên chưa? Em nghe rồi, em thấy cũng buồn. Thấy buồn đúng không? Thật ra cô gái bên kia rất là dễ ấn tượng lắm á. Còn mình sao? Em thì cũng trải qua 3-4 mối tình. Mối tình dài nhất của em là cũng được hơn 2 năm. Lúc đó thì cũng do công việc nó ít. Có cái dịp đó em về quê cũng Tết này anh này. Tết này em về quê thế là làm trang trại, nuôi heo, nuôi gà, nuôi làm trang trại với bố mẹ thế. Thời lúc đó là cái dịch lớn đấy là khó khăn lắm. Thế là ở trong này cũng ít liên lạc, em cũng ít liên lạc. Thế là tự nhiên lâu xa mặt cách lòng. Thì chia tay. Dạ chia tay. Cũng long đong quá hả? Bây giờ em muốn có một người vợ như thế nào? Không có quan trọng về ngoại hình. Ngoại hình được, nhìn được là được thôi. Chứ còn em quan trọng về cái nội tâm hơn, về cái phẩm chất con người, đẹp nết hơn. Đẹp nết là sao? Bây giờ như thế nào là đẹp nết nè theo anh? Giờ chưa thấy cái nết. Chào chị trai. Chào chị. Giờ thấy cái nết làm sao là thấy đẹp? Em cần một người phụ nữ của gia đình. Chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy. Em không thích. Bây giờ tóc vàng á, nó là người ta style một thời trang. Tóc nó bị cháy thôi, nắng quá. Còn em nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng một người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm em, biết tôn trọng ba mẹ. Và kinh tế đủ vững vàng để cả hai không phải suy nghĩ nhiều. Tại vì người ta nói là tiền không phải tất cả, nhưng mà đôi khi không có tiền thì vất vả thế thôi. Cũng hay. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với em trai và bạn của em. Em chào hai MC và chào quý vị khán giả. Chào đàn trai. Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Hai anh chị á, là về ngoại hình nó đã không tương đồng.
Thực sự thì em chơi với chị cũng lâu rồi, em cũng biết tính cách của chị là rất năng động. Anh thì lại thích một người phụ nữ là của gia đình. Cho nên theo ý kiến riêng của em thì có thể hai người nếu mà đã lên chương trình rồi thì có thể cho nhau một cơ hội. Nếu mà thấy không tương đồng thì thôi đừng bấm luôn. Đúng rồi, dạ. Mất thời gian. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì nếu mà không có hợp nhau thì bấm cũng khó lắm. Dạ. Nhưng mà đó là mình là người ngoài mình nhìn khách quan. Một tí nó mở rào hai anh chị sẽ nhìn nhau kỹ hơn. Dạ em xin cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn nhà gái. Cảm ơn ý kiến của em. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em gái và em của em. Dạ chào nhà trai ạ. Hôm nay em đến đây để cầu vui cho anh trai. Xúc động là sao nè em gái? Em gái lo lắng cho em trai, anh trai quá đúng không? Tại anh cũng lớn tuổi, với lại anh cũng hiền lành lắm. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Thương quá. Rồi, hy vọng ngày hôm nay anh trai sẽ có người nắm tay đi về nhà ha. Thôi, bây giờ mình mở rào thôi. Đúng rồi. Mở rào. Chuyện còn lại là của các bạn à, chúng ta cũng đã nghe người thân góp ý rồi. Gặp mặt nhau đi. Điều gì đến sẽ đến nào. Bắt đầu đi em. Chào em. Chúng cậu muốn tặng em. Em cảm ơn anh. Lâu lắm rồi em mới có người con trai tặng hoa cho em á. Anh cũng lâu lắm rồi mới tặng hoa cho một người con trai. Vâng, vậy thì em có món quà tặng anh. Tuy là nó nhỏ nhưng mà nó có võ vậy. Cảm ơn. Cái này cái mùi em hay dùng mà khi nào thì anh ngửi mùi thì anh sẽ nghĩ là ồ, em đang ở gần anh. Cái màu môi của em cùng giống màu hồng này. Cảm ơn lắm. Mời hai bạn về ghế đi. Lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, các bạn cảm nhận về nhau đi. Xinh, dễ thương, người vừa ốm. Người vừa ốm. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng hiền lành, nhẹ nhàng. Đó về tính cách. Còn em cảm thấy anh cũng là một người sống tình cảm. Em muốn một người quan tâm em, thương em và đừng có lăng nhăng là được. Tại vì đến tuổi này thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ cần như thế là đủ rồi. Anh sống nội tâm. Nên là nếu mà lăng nhăng thì đã có người yêu rồi, đã có ấy rồi. Anh muốn một người vợ của gia đình, biết quan tâm, biết chăm sóc, là chủ dựa tinh thần của anh những lúc anh mệt mỏi. Tại vì ế quá và gia đình đều dục rồi mà lớn tuổi rồi, rất là muốn lấy vợ. Anh khẳng định cái điều đó cho em. Chỉ kế hoạch là anh sẽ lập nghiệp và sinh sống ở đấy chứ không có về quê. Tuy gốc là anh ở Nghệ An nhưng mà hộ khẩu với ấy rồi anh ở đấy hết rồi. Thế hiện anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 7, Nhà Bè. Ngày thì anh làm xưởng ở đóng tàu, cơ khí đóng tàu. Còn buổi tối thì anh có chạy thêm Grab nữa. Nên anh biết cũng... Anh cũng đầy nghị lực nhỉ? Tại vì khổ nên là mình phải cố gắng. Ai cũng có một cái áp lực trong cuộc sống mà. Em tuy vậy nhưng mà áp lực em cũng nhiều lắm. Em cũng khổ tâm nhiều. Thành ra là em cứ phải gồng lên mạnh mẽ với cuộc đời này. Em mà khóc thì em cảm thấy xấu hổ. Tại vì xưa giờ em con đầu cho nên là em lúc nào cũng phải gồng lên, vừa làm anh vừa làm chị. Cho anh hỏi em là người đâu? Em sống Sài Gòn từ lúc học mẫu giáo giờ. À, là gốc đấy đó. Còn gốc của em á là gốc Hà Nội. Hà Nội. Dạ. Nếu như là một người chồng thì em sẽ làm gì để chứng minh một người chồng tốt như thế nào đó, nói cho nhà gái người ta tin tưởng đi. Sau này mình về với nhau á, sẽ quan tâm em, anh sẽ săn sóc em, anh yêu thương em đến suốt đời. Rồi, cảm động. Nếu như mà mình đến được với nhau á, thì theo em thấy thì bao lâu anh thì anh càng nhanh càng tốt rồi. Em nghĩ là chắc 6 tháng đến 1 năm đi. Thì có cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Có một cái khoảng thời gian tìm hiểu ha. Dạ. Chứ em không muốn cái gì vội vàng đến rồi nó cũng vội vàng đi. Em không thích điều đấy. Rồi còn cô gái nào ngoài thời gian mình đi thu tiền nhà trọ thì mình có thể làm được những cái điều gì để mình chứng minh mình là một người vợ chăm lo cho gia đình? Nói chung là về nữ công gia chánh này, nói chung là nấu ăn. Rồi em thì có sở thích là đam mê xe, thì em cũng hay tham gia các hội nhóm xe. Xe mô tô. Em thì bây giờ sau tai nạn á thì em chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Chỉ nhẹ nhàng đi SH thôi. Cá tính nghề chưa? Anh có nghĩ suy nghĩ thế nào về người con gái xăm hình? Đó là nghệ thuật. Ví dụ như anh thấy cái nhuộm tóc này cũng vậy này. Rồi xăm môi hay là kẻ mày cũng
đâu phải ngày xưa nữa. Nãy em nghe nói là anh không thích con gái để tóc vàng mà. Em cần một người phụ nữ của gia đình, chứ em không có thích một người tóc vàng, tóc khỏe hay là nhí nhảnh gì đấy, em không thích. Hồi nãy thôi, còn hồi giờ nãy thôi, giờ bỏ rào là người ta thay đổi liền. Cuộc đời nó thay đổi nhanh lắm. Bây giờ nè, em tiến tới em nắm tay bạn gái đi. Quan điểm với con trai con gái trong gia đình. Nắm tay em. Nhìn thẳng vào, nắm hai tay. Đó, nhìn thẳng con gái đi. Em cao mét mấy? Em cao mét 65. Cao hơn anh? Dạ. Em có nghĩ vấn đề đó quan trọng lắm không? Vấn đề đó là vấn đề gì anh? Thì cao thấp chứ. À không, nó bình thường mà. Bây giờ sữa của nước ngoài cũng nhiều. Nếu mà có baby thì cho nó uống sữa thì nó cũng đủ cao thôi. Như em nếu mà về với nhau em muốn mấy người con? Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Đẻ được hết trứng thì em đẻ thôi. Còn hai. Như anh thấy khoảng 3 người rồi. Hai gái một cái thì đẹp. Nhưng mà lỡ mà tặng gái thì sao? Cũng đẹp, 3 người là đẹp rồi. Ồ, vậy hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Ba con bịt rời kêu quạc quạc hả? Em thích con gái đâu trước? À, em thì thích con trai thôi. À vậy hả? Anh thích con gái đâu trước? À vậy ạ. Con gái đâu trước? Chăm lo cho mẹ đỡ khổ. Mấy năm gần đây em có tích góp được một... cũng không nhiều lắm đâu. Nhưng cũng chưa đủ được mua nhà được đâu. Nhưng mà một ít rồi. Cứ khoảng 3 năm nữa là anh sẽ có đủ mua được một căn nhà nhỏ nhỏ. Căn nhà đó thì ở quận mấy hả anh? Quanh quanh... nhà bè mới mua nổi chứ quận nhất quận bảy thì chịu. À dạ yeah. Đâu cần đâu, nếu mà anh thích thì em có dãy trọ ở Bình Dương, còn không thì ở Gò Vấp hoặc bên quận 9 em cũng có mà. Nhà không quan trọng với em nữa rồi, chúng ta sẽ ở phòng trọ thôi. Vâng, hiện thời em cũng ở một căn phòng nhỏ để em quản lý bao quát được hết đó. Anh về anh quản lý phụ em luôn cũng được đó. Đến đây là mình cũng làm cái duyên, còn phần là do mình tự tạo ra. Dạ yeah. Nên là em hãy bấm nút nhé. Em hãy bấm nút nhé. Chào anh. Còn ta sao chưa gì buông tay ra rồi? Em run quá anh ơi. Run cái gì đứng em đây? Em run quá trời run. Run thì run chứ. Làm sao cho nó hết run thì thôi. Đứng đây em nhìn thẳng mặt bạn gái, bắt đầu nghe bạn gái hát nè. Em hát dở lắm anh. Làm gì đó, nói gì đó. Kể em đọc, đọc, vậy thì ở đây thì em có thể ứng khẩu thành thơ. Hôm nay gặp nhau ở đây trong chương trình này, tuy chúng ta là người lạ, nhưng hy vọng rằng anh hãy cho em mái ấm để chúng ta có một ngôi nhà và những đứa trẻ trong mơ. Anh đồng ý. Anh đồng ý, anh đồng ý. Thơ cũng lạ quá ha. Là đọc thơ chưa? Đọc rồi đó. À cái đó là thơ hả? Thơ đó. Thơ đời mới. Thơ giờ nó lạ lắm. Thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Thật thà, chất phác. Một cô gái bản lĩnh, mình phải trung thực với con tim của mình nha. Thích thì mình bấm, mình thấy không hợp với mình thì không cần bấm để mất thời gian lẫn nhau. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Ừ. Một. Hai. Tại ảnh cũng lớn tuổi, với lại ảnh cũng hiền lành lắm. Ừ. Nên thành ra là cũng lo. Lo đúng không? Theo đánh giá mà cá nhân của em á, thì hai anh chị á là về ngoại hình nó đã không tương đồng. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Anh bấm rất nhanh, ở số thứ 2 thôi là anh đã bấm rồi. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thấy người ta chân thành chưa? Thật ra nha, nên cho anh ấy cơ hội đi, anh ấy sẽ chứng minh được điều đó. Hoàn cảnh như thế, nhưng mà anh ấy rất là mạnh mẽ. Đừng có gọi là nghĩ rằng là những cái người mà khó khăn là người ta trùng bước đâu. Càng khó khăn người ta càng mạnh mẽ. Anh thấy rằng anh ấy sẽ đủ để chăm sóc em, đủ để có thể làm bờ vai cho em tựa vào, đủ thì có thể hỗ trợ em rất nhiều điều trong cuộc sống. Một nụ hôn đầu tiên cho ngày gặp mặt nào. Anh xin phép, anh xin phép. Hung sâu, thật sâu vào, hít hít hơi luôn. Đó. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn, cảm ơn chứ bây giờ. Nên ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Dạ. À, đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, Trường Vân. Chào em. Chào bạn gái em kia và gia đình bạn gái cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay.
Em tên là Trương Quốc Trình, em năm nay 33 tuổi, em đến từ Nghệ An ạ. Trình ở Nghệ An, quê Nghệ An. Dạ. Trình làm công việc gì? Dạ, công việc của em là kỹ sư thiết kế kỹ thuật đồ gỗ nội thất xuất khẩu ạ. Hiện em đang làm việc cho một văn phòng đại diện của Anh ở Bình Dương ạ. À, mình ở Bình Dương, mình làm Bình Dương luôn. Dạ. Nhà mình ở Bình Dương có chưa? Không, em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương nhưng em chưa có nhà, nhưng mà em có mua đất ở dưới đây. Mua đất Bình Dương rồi. Dạ. Vậy là quyết định là lập nghiệp ở Bình Dương đúng không? Dạ. Trước mắt thì em sẽ là sẽ ở Bình Dương đã, còn sau này về lâu dài, về sau thì về già thì em có cũng có ý định là muốn chưa về gì quê. Đã nói về già rồi. Được rồi, có mua đất Bình Dương là được rồi đó. Dạ. Giờ có vợ là có đôi khi xây nhà rồi ha. Dạ. Rồi mời nhà gái. Chúng mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin kính chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Chào em. Và chào toàn khắc khán giả trong trường quay và bạn trai bên kia. Em tên là Lê Nguyễn Ngọc Châu, hiện em 34 tuổi và đang là giáo viên mầm non công tác ở quận 1 ạ. Quận 1, em dạ. Vẫn đang đi dạy đó đúng không? Dạ. Ở quận 1, Ngọc Châu, dạ. Tên gái Út chị á, cưng ghê em. Dạ, Ủa Châu là Châu, là quê đâu Châu? Rồi. Dạ, quê em quê ở Sài Gòn ạ. Quê thành phố Hồ Chí Minh luôn dạ. Hả? Người Sài Gòn luôn. Ở dạ. Quận Nhất luôn. Vậy. Trời ơi, vậy thì em đã từng đến Nghệ An chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Ồ, có cũng chưa tiếp xúc với một người con trai Nghệ An nào hả? Có tiếp xúc chưa? Dạ tiếp xúc thì bạn em tiếp xúc nhiều nhưng mà người Nghệ An thì chưa. Chưa hả? Dạ. Bữa nay gặp ha. Một chút trình phải hát là em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Ha. Rồi, bây giờ thì Trình nói cho Châu biết về một số cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Về tính cách của em thì em là một người khá là điềm tính và hiền lành. Em thì hòa đồng và sống tình cảm, biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng và suy nghĩ cho người khác, cho gia đình, người thân. Tốt. Ưu điểm của em thì em là người sống tự lập từ bé. Thì lên 5 tuổi thì em đã phải sống xa gia đình rồi. Em thì cũng là người độc lập về tài chính ấy. Và em cũng là người ham học hỏi và có chí cầu tiến. Có khuyết điểm gì không Trình? Dạ khuyết điểm thì em hay suy nghĩ một chút ạ. Suy nghĩ với lại dễ tin người. Dễ tin người. Và em có một cái nữa là có hút thuốc nhưng mà đang bỏ. Dạ. Bỏ bớt đi. Dạ. Thôi mời nhà gái. Rồi. Em nói về mình xíu đi. Dạ, điểm mạnh ưu điểm của em á là em rất là vui vẻ, hòa đồng và có làm việc cũng chăm chỉ. Dạ, còn khuyết điểm của em á thì là em có tính là hay quên và nhiều khi cũng hay thích đi lòng vòng á, lái xe đi lòng vòng không biết làm gì á. Chị. Dạ. Cái đó là khuyết điểm hả? Cái đó chị nghĩ là đó là một cái thói quen, một cái thú vui của em. Khi mình suy nghĩ hay là mình buồn buồn gì là mình đi vòng vòng đúng không? Dạ, không buồn, không vui, không gì cũng đi. Dạ. Đi khơi khơi vậy đó hả? Chà, cũng lạ dữ à nghe. Nói nghe nè, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào hết ạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Chưa có mối tình nào luôn, lý do tại sao? Dạ thì thứ nhất thì cũng là do công việc á. Công việc môi trường của em thì tiếp xúc với lại nít, chủ yếu là nít là nhiều. Rồi môi trường làm việc thì không có nam. Dạ. Nói chăng là em cũng có khó tính chút, có kén chọn chút đúng không? Dạ, dạ cũng không khó lắm. Vậy đó hả? Dạ. Tức là cái môi trường là chưa từng gặp luôn. Chưa từng gặp một cái người nào mà mình có thể tiến tới yêu đương được luôn. Dạ thì cũng có gặp nhiều nhưng mà em chỉ mới mức độ là thích đơn phương thôi. Ồ. Dạ, nhưng mà mình thích xong rồi cái người ta đi lấy vợ luôn. Ồ. Dạ. Không chịu nói ra đúng không? Cứ đơn phương âm thầm vậy đó. Cứ thích dạ, ai có, mà lấy vợ hả? Dạ, có lúc lạ nói, có lúc nói, có lúc không nhưng mà khi mà nói thì người ta đi lấy vợ nhanh hơn. Trời ơi. Dạ. Không nói thôi, nói cái người ta đi lấy liền luôn. Dạ. Gì kỳ vậy? Trời nguy hiểm nha. Chúc hôm nay em có thích em cũng đừng nói nha. Để anh nói giùm cho. Rồi mời Trình. Bên kia chưa có mối tình nào, còn Trình mấy mối tình? Dạ, em chắc là cũng gần giống bạn, cũng yêu đơn phương thì cũng có nhiều nhưng mà mối tình thì nếu nói mối tình thì dừng lại ở mức tìm hiểu thôi.
Mới tìm hiểu hả? Dạ, chứ còn không phải là mở mới tìm kinh tìm hiểu cả. Cách nào? Em thì có cũng... nói trực tiếp với người ta hay không? Thì cũng uống đi uống cà phê rồi nói chuyện trò chuyện với nhau này kia. Rồi em có đặt vấn đề là mình yêu người ta không? Thì cũng có, nhưng mà bạn gái cũng kiểu là muốn tìm hiểu thêm. Dạ. Rồi sao cuối cùng chia tay? Em thấy hai người cảm thấy không có hợp nhau thì dạ. Rồi. Chào em Trinh. Dạ em chào chị. Coi như cũng chưa có mối tình nào đó đúng không? Dạ cũng có thể là nói coi là như vớ vẩn chị. Thôi dạ. Lãng đãng thôi, bạn bên đây cũng vậy, lãng đãng thôi, tìm dạ. hiểu thấy không có. Thôi coi như trời cũng muốn cho tụi em hôm nay gặp nhau đó. Dạ. Nãy chị có nghe một cái chi tiết là em nói 5 tuổi là em đã sống tự lập từ lúc 5 tuổi hả? Dạ. Sống bằng cách nào trời? Có nghĩa là 5 tuổi là em sống xa gia đình thôi. À xa gia đình thôi. Xa gia đình đúng không? Tưởng 5 tuổi em tự lập rồi chứ. Đâu, 5 tuổi mà xa gia đình là coi như tự lập, phải tự làm hết. Tự lập là thần đồng rồi đó. Tự lập từ 5 tuổi không thể tự lập được. Tự lập là tự đánh răng, tự rửa mặt, tự thay quần áo, tự làm hết. Đâu có ba mẹ bên cạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng em sống với ai? Dạ lúc 5 tuổi thì em sống với chú, mợ và ông bà của em. Tại sao lại không sống với ba mẹ? Thì nói chung là gia đình em thì hồi nhỏ đông anh em, với lại cũng ở quê thì cũng nghèo thì chia ra bớt. Coi như ba gửi dạ, đó phải không? Ba dạ. mẹ gửi ba mẹ đi gửi nhờ dạ. chú gì nuôi hộ đúng không? Dạ đúng ạ. Có tuổi thơ cũng vất vả. Có ý chị, nhưng mà bây giờ là đang làm tư vấn cho một công ty của anh đúng không cơ? Dạ em làm văn phòng đại diện của anh. Ờ văn phòng đại diện của anh, vậy là quá là hay, có ý chí. Em muốn có một người yêu thế nào nói cho bà mối bà biết đi. Tôi coi dạ. tôi xe duyên coi sao nào. Em thì không có tiêu chuẩn gì nhiều về người yêu, chỉ cần dễ nhìn tí là được, còn với lại tính cách thì phải biết quan tâm và chia sẻ, biết lo lắng cho gia đình, biết nội trợ. Em có nghĩ là vợ em sẽ là một giáo viên tiểu học hoặc là giáo viên mầm non không? Dạ. Em có thích những cô giáo mầm non không? Dạ nghề nghiệp nào cũng là nghề nghiệp chị, thì quan trọng là đồng tiền mình làm ra, đồng tiền chân chính trong sạch là được. Không, đương nhiên rồi, nhưng mà chị đương muốn hỏi em về cái gu á. Có nhiều người đàn ông là họ nghĩ là họ chỉ lấy chồng làm giáo viên, lấy vợ làm giáo viên thôi. Hoặc ngược lại có những cô con gái chỉ thích lấy chồng làm bộ đội thôi. Thì em thì cũng, sao? Em cũng thấy cũng thích giáo viên đó chị. Em thích giáo viên hả? Dạ. Ừ, đó là được một cái rồi đó. Em có mẫu hình lý tưởng nào để em hướng tới không? Mẫu hình lý tưởng thì tạm thời em chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Rồi. Thì em mong muốn cái ngoại hình của người con gái, người yêu của em sẽ như thế nào? Dạ, nói chung là dễ nhìn một tí, gương mặt phúc hậu. Cao bao nhiêu? Cao thì em cũng không đòi hỏi cao, bởi vì em cũng không có cao nên chỉ cần 1m55. Vừa được rồi ha. Rồi người mình dây hay là mình ống chỉ? Mình ống chỉ dạ, là cứ sao? Thon gọn là được chị. Ở vậy mình ống chỉ, mình những người mình ống chỉ là cái gu của Linh đó. Linh nói dạ. Vâng. Mình ống chỉ hả? Là tròn tròn á. Người cái vai xuôi nè, tròn tròn nè. Đó, nhìn dễ thương lắm. Đó, còn mình dây á là như này. Mình dây phọn địa ha. Mình dây là phân nửa Vân là ra mình dây. Đó. Còn như mình của Vân là hơi ống chỉ đó. Thân hình ống lưu có không? Thôi, lưu. Được rồi, để dạ, mình qua xem là sao. Muốn tặng bạn gái một bài sáo được. Em rồi. Bây giờ em muốn tặng trực diện hay là giờ em muốn qua cái rào này để em tặng? Em tặng bạn gái một bài sáo trước, xong đó khi gặp bạn gái em có thể hát một bài tặng bạn. Rồi. Ok. Khoan, giống như là chương chi thổi sáo vậy đó nha. Để anh hỏi bạn gái trước, sau đó rồi bạn gái nói chuyện đi, rồi bắt đầu em thổi sáo coi bạn gái hình dung em như thế nào. Đừng có tưởng tượng là Trương Chi Mỹ Nương nha. chào em gái. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Nhìn quen lắm rồi nha. Dạ. Quen không? Quen đó. Nhìn mặt rất là quen luôn á. Có mặt dễ ấn tượng đó, thành ra quen thôi chứ không gì chân á. Là có nghĩa là em là em dạy mầm non đúng dạ. không, ở quận 1. Dạ. Là anh Linh, anh có lúc nào mà anh ghé cái trường đó anh gửi một đứa con nít không? em nghĩ kỹ giùm chị đi, gửi một đứa con nít. Dạ chắc là chưa. Chưa phải không? Dạ. Chứ em nói có cái là chị xỉu liền chỗ này đó. Ôi. Đâu ra một nít đâu gửi giùm quận 1. Lọ lem hạt dẻ nó cao vậy, tự nhiên ông Linh bồng đứa nít thôi. Em ơi cho anh gửi, mắt gian thiệt gian. Nghĩ xấu người ta không à? Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ mẫu người của em á, thì em mong muốn là bạn đó không có gia trưởng và có việc làm ổn định và thông cảm được cho cái công việc của em,
nhiều khi thời gian nó không có được, nó kiểu như là nó giống như là đi sớm về muộn. Vậy thôi đó hả? Dạ. Không cảm được không trai? Dạ em thì em nghĩ là em là người là có trách nhiệm với gia đình nên em chắc chắn thấy thông cảm rồi. Được ạ. Em có gia trưởng không? Dạ không ạ. Được. Gì nữa không? Dạ phải biết vi tính anh. Biết vi tính hả? Dạ. Ủa chi vậy? Chắc chắn biết rồi. Dạ tại vì em làm máy á, em hay phá máy lắm. Nên là em cần một người về để sửa máy cho em. Em cũng làm việc văn phòng nên cũng làm thiết kế nhiều nên cũng biết một ít về cái sửa máy tính. Được. Còn gì nữa không? Sửa nhà, sửa ống nước gì nữa không? Dạ cái đó là nam là phải biết rồi ạ. Không, có nhiều người không biết gì luôn nha. Để em làm giùm cho. Vậy là đây sửa được. Được rồi. Ngoại hình á, em nghĩ là cái người bạn trai của em phải ngoại hình như thế nào? Dạ về ngoại hình thì cao hơn em. Rồi không có hói là được. Rồi có người buồn nữa. Cái chương trình này mình né chữ hói á. Hói là tiện đăng vui chật buồn liền. Thôi hỏi sao đi. Coi nó sao. Đừng bàn vấn đề hói nữa. Nó đụng chạm nhiều người lắm. Thổi đi em. Em có thích nghe sáo không em? Dạ có anh. Anh thổi không được hay nhưng mà hôm nay lên chương trình cho em. Anh muốn tặng em một bài sáo vì muốn sau này em có thể nghe một tiếng sáo nào ở đấy thì em có thể nghĩ đến anh. Dạ. Anh thích rồi bài sáo, một bài sáo dân ca của Nghệ An với anh. Giận mà thương á. Em biết bài này không? Em biết nha. Cái tiếng sáo nó ma mị quá. Em cảm nhận thế nào, em hình dung thế nào về chàng vừa mới thổi sáo? Đó, em hình dung người đàn ông bên kia ra làm sao nè. Dạ, bạn bên đó chắc là người thích lãng mạn. Mình thích không lãng mạn được à. Hình dung thử coi, người bạn ấy ra sao? Dạ, chắc là ốm hơn em. Đúng rồi, thổi sáo riết đó em. Thổi riết rồi nó ốm vậy đó. Mặt hơi buồn chút xíu, bởi vì những người thổi sáo đó hơi khắc khổ, hơi buồn ha. Em cứ tưởng tượng trong cái ly á, có cái hình anh thổi sáo ha, ngồi trên cái ghe đó, nó hơi buồn. Thật sự mà nói á, là những người thổi sáo đó, họ luôn luôn sống gọi là nội tâm chút xíu. Anh nghĩ là như vậy đó. Còn biết là bạn này có nội tâm hay không? Dạ em ngày xưa thì em cũng hay suy nghĩ và cũng có một chút xíu nội tâm nhưng mà em đang dần muốn thay đổi mình để không lúc có suy nghĩ nhiều. Người yêu giận đó lấy sáo ra thổi nha và hết giận luôn á. Ngày xưa em hay ra ngoài sân ký túc xá đại học đó, em thổi lúc nào em buồn em lấy sáo em thổi. Hồi nãy bạn có nói đó là bạn có một cái yếu điểm là bạn hay nghĩ ngợi á. Đó bạn hay nghĩ ngợi lắm. Cho nên càng suy nghĩ càng thổi sáo càng buồn. Đó càng buồn. Cho nên là mình hỏi ý kiến người thân đi coi làm sao. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với lại em gái của em à. Bạn gái ngồi đây. Dạ con xin kính chào cô Hồng Vân và con chào chú Quyền Linh. Rồi, xin chào. Chào anh và chào quý khán giả có trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ con sẽ tự giới thiệu, con là em gái của chị trên kia. Thì chị gái của em là giáo viên mầm non cho nên là tính tình rất là dễ thương, rất là yêu thích con nít. Thì không biết là anh có thích con nít không ạ? Anh thì rất thích con nít ạ. Dạ. Chị của em thì có nhiều, nói chung là hát múa hay cái gì là cũng rất là dễ thương. Tại vì
hay hoạt động chung với các con nít á. Và chị em cũng có một đam mê về thể thao nữa. Thì nếu mà không biết là anh có chơi thể thao đánh cầu anh, không ạ? Anh có thể chơi được các môn thể thao như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, anh đều chơi được. Dạ, nếu vậy thì quá tốt và tại vì chị em rất là đam mê về cầu nếu lông. Mà thích đặt xe nữa thì anh nghĩ là hai người cùng đặt xe nữa cũng được nữa. Dạ. Thì anh thường đặt xe vào những buổi tối mà rảnh, anh không có việc gì thì anh sẽ đặt xe vòng vòng. Dạ, dạ, tại vì chị em á là giáo viên cho nên là mặc dù là làm trong nhà nước nhưng mà thời gian á là cũng thường làm là đi làm sớm và về thì về trễ. Do vậy mà thứ bảy chủ nhật á thì đôi khi cũng sẽ có hoạt động nữa. Thì cũng không biết là anh cũng có thể thông cảm và đồng cảm với chị em được không ạ? Tất nhiên thì ai cũng có công việc riêng của mình nên đấy là do công việc cho nên có thể hoàn toàn có thể là thông cảm được, không không có lý do gì mà mình cấm vợ mình đi lo công việc được. Dạ. Còn về phía anh bên đây thì em cũng nhận thấy rằng là anh là người Nghệ An cho nên cái giọng của anh nghe rất là hay. Và ngoài ra thì em cũng nhận thấy là anh cũng có khá là nhiều tài lẻ nữa. Thì em cũng rất là hy vọng rằng là hai anh chị cũng sẽ cho nhau cơ hội để mà có thể tiến tới tìm hiểu với nhau ạ. Ủa nó nghe nè con. Dạ. Tôi thấy con quen lắm á. Con thấy hai chị em này quen lắm nè. Hình dạ. như là thì đó, con có tham gia chương trình rồi nè. Dạ. Đã, mới đây nè, rồi cái tình yêu tiến triển sao rồi? Dạ, hiện tại thì tụi con vẫn đang là bạn với nhau ạ. Rồi, dạ. Vậy là hôm con tham gia chương trình là chị con ngồi dưới nói chuyện đúng không? Dạ đúng ạ. Trời ơi, tôi làm mai nhiều quá, tôi nhớ quen lắm luôn. Không biết gặp ở đâu. Thấy có duyên quý vị. Cảm ơn em lên ngồi ghế đó chị góp ý. Bây giờ chị lên rồi tới em nữa. Rồi ở nhà còn ai vô đây hết luôn đi nha. À, dạ nhà có hai chị em thôi. Hàng xóm có ai cũng kéo là đây hết luôn đi nha. Ai chưa có gì là đây hết. Dạ. Rồi, đấy là duyên rồi ha. Rồi, cảm ơn. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với gia đình nhà cô, nhà em với các em của em. Rồi, mời gia đình có ý kiến ạ. Xin chào anh nha Quỳnh Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào cháu. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là cô của cháu Trình. Về cháu Trinh thì cháu của cô là sống rất tình cảm và có trách nhiệm với gia đình và biết quan tâm chia sẻ, những tính tình gì cũng vui vẻ hòa đồng. Mong lên được chương trình đấy rồi thì các cháu cũng là người trưởng thành thì cô cũng mong muốn là hai cháu cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến tới sâu hơn. Còn cháu gái bên này thì cô thấy cũng hiền phúc hậu và cháu là nuôi dạy trẻ thì là cô cũng rất vui mong cháu là cho nhau một cơ hội để hai cháu tiến tới được xa. Cảm ơn cô. Bằng có phải nào? Là Trình hồi nhỏ là sao ở với cô không? À ở với chú cô. Có lẽ Trình đang rất là xúc động đúng không? Tại sao vậy Trình? Trình có thể chia sẻ một chút về cái những cái cảm xúc của Trình như vậy. Thương cô phải không? Tại cô xúc động nè, cô cũng quá xúc động luôn. Nào, bình tĩnh nào. Rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Có lẽ những cái người mà thổi sáo như Linh nói hồi nãy đó, họ rất là nhiều cảm xúc. Chỉ cần một chút gì đó là nước mắt cũng có thể rơi ha. Vậy. Em xin lỗi anh Quỳnh. Không sao Trình. Tại sao vậy? Cho bình tĩnh vậy. Nói chung ngay từ nhỏ thì em vì hoàn cảnh gia đình. Trinh nè. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Con trai khóc dễ thương lắm nha. Ở dưới nhiều người khóc lắm rồi đó. Đấy. Không phải đâu, con trai miền Bắc á, khi mà có một cái vấn đề gì đó mà liên quan đến gia đình, đến người thân á, nhất là với mẹ hoặc là bác hoặc là cô, và khi người lớn lên tiếng á, là thường là cái cảm xúc kềm không có được.
cái hiếu thảo của con trai miền Bắc đối với mẹ với cha dữ lắm, chị biết mà. Tại vì nhất là với những người mà sống nội tâm như em, thành ra là cái xúc động đó em không thể nào mà kềm được đó, thì cái đó là bình thường thôi, rất là quý luôn á. Thôi bình tĩnh lại, chia sẻ chút xíu cảm xúc của em lúc này Trình, tại sao vậy? Tại em hồi nhỏ thì tuổi thơ của em cũng không có được gọi là được như các bạn khác, thì em sống vì ông bà chú mợ, mặc dù thì ông bà chú mợ thì cũng tốt thôi, nhưng mà em cảm thấy thiếu đi hơi ấm của gia đình. Khi em nhắc đến gia đình em xúc động. Thì em ở tới năm 12, lớp 12 để em bắt đầu là đi vào đại học ạ. Thì cũng từ vào đại học đó thì mỗi năm em chỉ có về quê một lần vào dịp hè đó. Mà đến bây giờ đi làm thì em mỗi năm cũng chỉ về được Tết thôi. Cho nên là em hầu như là không có cảm giác gia đình. Khi nhắc đến gia đình em xúc động, em buồn. Rồi, chắc chắn rồi đây. Nhưng mà yên tâm là sau chương trình này nếu mà tụi em tìm hiểu và yêu nhau á, thì tụi em sẽ có một cái gia đình riêng của mình, gia đình nhỏ. Và lúc đó thì chắc chắn là em sẽ là cái người chồng tốt, một người cha tốt. Bởi vì em không bao giờ muốn vợ của mình cũng như là con của mình sẽ thiếu đi những tình cảm mà em chưa từng có. Dạ, chắc chắn rồi chị. Chắc chắn là như vậy, cho nên là chắc chắn là em phải làm. Rồi, chắc chắn mọi thứ sẽ trôi qua. Rồi gia đình hai tiếng thiêng liêng đó nó cũng sẽ đến với ta và nó ở với ta thôi. Đúng rồi. Quan trọng chúng ta bảo vệ, chăm sóc gia đình như thế nào. Bây giờ thôi, hai mở rào đi. Mở rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Đó, em nghe em có đồng cảm hay không, cô gái? Hả? Đây. Thôi, mở rào. Bắt đầu đi Trình. Nào, tặng hoa, đứng lên cho tặng quà nhau nào. Xin lỗi em, anh hơi xúc động này. Dạ, không có gì ạ. Hôm nay đến với chương trình như đúng cũng là cái duyên. Dạ. Anh có món hoa, bó hoa tặng em. Với có một món quà tặng em. Mong em sẽ luôn đẹp như bó hoa. Dạ, anh cảm ơn anh. Dạ. Mở quà ra xem gì thế. Đây món quà này nha. Mình mở ra đi xong rồi là nói ý nghĩa của món quà đi hai đứa. Dạ em cũng đến đây em cũng có món quà nhỏ tặng. Đây đây đưa chị cầm hoa giùm. Dạ. Rồi mở quà đi. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền. Đây là mỹ phẩm này thì anh cũng không biết là có hợp em không, nhưng mà anh thấy con gái thì ai cũng thích mỹ phẩm. Dạ. Nên anh chỉ biết tặng mỹ phẩm và tặng hoa thì mong em luôn luôn xinh đẹp vậy. Dạ, cảm ơn. Rồi Trình mở cái đó xem ra hoa quà của em nhé. Dạ. À, một quyển sách. Em tặng anh quyển sách thì lúc đầu anh cũng có ý định tặng em một quyển sách. Dạ. Và quyển sách anh tính mua tặng là quyển Quảng cảnh lo đi và mà vui sống, bởi vì em là người hay suy nghĩ, cho nên anh cũng muốn người gái của mình yêu cũng sẽ không phải suy nghĩ giống như anh. Dạ. Và thật là trùng hợp thì em cũng quyển sách như vậy cũng là Quảng cảnh lo đi mà vui sống hả? Không, dạ, không. Cũng ý nghĩa tương tự vậy. Là luôn mỉm cười cuộc sống. Cuộc sống. Dạ còn một món nữa. Nhưng mà tí xíu anh hãy lấy ra. Tí xíu nữa đi. Ok ok. Tí xíu. Sao vậy? Sao vậy? Dạ. Được rồi. Dạ tí xíu. Cảm ơn món quà của em. Dạ cảm ơn. Rồi bây giờ mình xóa tan đi cái bầu không khí trầm lặng chút xíu. Trình hát tặng cho bạn gái một bài đi, đứng đó hát tặng cho bạn gái một bài cho nó hồi nãy vẻ em nói nào. Đó. Hát tặng thì tí nữa anh hát cũng được. Thì anh nói về cái quan điểm tình yêu của anh trước. Quan điểm tình yêu của anh thì đó là sự đồng điệu giữa hai trái tim và thấu hiểu. Thì khi mà yêu nhau thì cần sự quan tâm và chia sẻ với nhau, suy nghĩ cho đối phương. Còn với quan trọng nữa là phải biết nhường nhịn nhau, bởi vì khi mà mình nhường nhịn nhau thì cuộc sống gia đình sẽ êm ấm và cái tình cảm nó sẽ đong đầy hơn.
Bởi vì con người ấy thì đã là con người thì không ai hoàn hảo cả. Và với anh cũng vậy, anh cũng không được cao to đẹp trai giống như các anh chàng người mẫu hay là diễn viên cũng như các anh hot boy anh kia. Nhưng anh có trái tim và tình cảm. Nếu em cho anh cơ hội thì anh sẽ dành em sự chân thành cho em. Dạ. Để cho anh lấy bình tĩnh một tí anh. Thì anh vẫn còn hơi xúc động. Anh sẽ tặng em bài hát Ánh Nắng của anh. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi. Ủa sao giống ca giống Đức Phúc quá em. Tại vì do là mình cảm xúc mình vẫn còn á, thành ra hơi rung rung á, càng giống nữa. Em gái. Trời ơi, thổi sáo hay hát hay. Dạ em không có giỏi hát cho lắm. Em chỉ giỏi nuôi ăn thôi à. Em nuôi rất là giỏi. Thôi rồi đó, vậy là em dạ. Em cái đó hay đó. Cố gắng nuôi bạn này sao bự lên chút ha. Thôi dạ, mình về chỗ ghế ngồi đi các bạn. Được rồi. Dạ. Dạ thì cái đầu tiên thì em nhìn cảm nhận về anh là một con người rất là hiền và rất là chịu khó. Thì anh sống có một cái hoàn cảnh đó nhưng mà em cũng rất là cảm thông. Và em không biết nói gì. Ok, thì anh dạ. Nghĩ là chúng ta nếu được thì em và anh cùng cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu không được thì em... Dạ, anh có cảm nhận gì về em không? Thì anh nói như đầu thì với anh thì anh không có một tiêu chuẩn nào hết. Chỉ cần người con gái nhìn dễ nhìn và phúc hậu mà anh thấy em là người phúc hậu và biết người hiểu chuyện. Dạ, anh có thấy em tròn quá không anh? Không sao, tròn không sao, tròn về nơi cho anh tròn trong em là được. Chứ lúc đó về không biết là em tròn hơn hay anh nữa. Lúc đấy hai đứa mình cùng thi nhau lăn cũng được. Hẹn hò thế nào? Đó Bình Dương với quận 1 đó. Bình Dương quận 1 thì em thì hiện tại đang đi học thêm tiếng Anh vào 3 năm 7. Nhưng mà nếu được các ngày đó thì tranh các ngày đó ra thì các buổi tối là đều dành có thể dành cho em được. Dạ thì em cũng có cái lịch tập á, em hay đi chơi thể thao á, em hay lịch tập là 3 năm 7 á. Thì những ngày còn lại thì em trống. Dạ. Thì những lúc đó thì mình có thể được. Dạ. Thứ hai, thứ sáu, thứ 3 năm 7 đều 3 năm 7 cả nhỉ? Dạ không, đều 3 năm 7. Dạ. Vậy là cùng là 3 năm 7 hả? Dạ. Vậy là 2 thứ 6 là ba hai đứa đều rảnh. 2 thứ 6 chủ nhật. Là 2 thứ 6 chủ nhật nữa nghe. Còn chủ nhật nữa gì. Rồi Trình hỏi đi, dự định kết hôn thế nào? Khoảng bao lâu? Thì theo em nếu mà được thì khoảng bao lâu thì chúng ta có thể. Dạ thì em thì nói chung là cũng lớn rồi nên là em cũng muốn là em chưa yêu ai bao giờ
Nên là em cũng muốn tìm một người là vẽ lên cho em một cái câu chuyện tình yêu xíu. Dạ, với lại thì đến hôn nhân thì chắc khoảng một năm, năm hơn. Thì anh cũng nghĩ bởi vì trong hôn nhân là câu, là chuyện của cả một đời người, nên nếu mình mà nóng vội quá mà quyết định thì khi nào về sống với nhau không hạnh phúc thì lúc đấy cũng nhanh thì cũng chả được cái gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chậm nhưng mà chắc và tìm hiểu kỹ với nhau thì có thể bỏ qua được những cái xấu của nhau và nhường nhịn nhau, thì khi đó về cuộc sống gia đình sẽ êm ấm hạnh phúc hơn. Vậy em hỏi anh là anh sống nội tâm vậy, nhiều khi em là chơi với nít quen rồi đó, đôi khi em cũng giống nít lắm, thì lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc thì giận vậy á, về tưng hơi tưng tưng nó về, không biết anh chịu nổi em không? anh không phải là tưng tưng nhưng anh cũng là người khá là hài hước đấy. Anh sống nội tâm nhưng mà anh không bao giờ anh thể hiện ra ngoài, chỉ lúc nào cảm xúc anh không kiềm chế được thì anh mới tuôn trào vậy thôi. Nhưng đối với bạn bè thì hầu như ai cũng bảo anh là người khá là hài hước. Nhưng mà anh không nhây. Hài hước và biết tạo cái tiếng cười cho mọi người. Em cũng hài lắm đó. Thử em xem, đây là một cậu bé lớp của em đi. Dạ. Em sẽ làm gì? Thử xem. Bé này lớn quá. Kệ nó thử coi. Thử xem. Dạ, giờ bé mới đến lớp thì em sẽ hướng dẫn bé cách rửa tay á. Vậy hả? Dạ. Hướng đi. Dạ, thì trong đó còn một món quà nữa anh. Dạ, bên trong hả? Đó. Dạ. Dạ, thực hành luôn. Thực hành luôn. Dạ. Đây hả? Trời ơi, Amati đâu? Amati đâu? Vậy cho bé. Cái này là nước rửa tay, keo rửa tay khô anh. Bây giờ mình lấy một ít. Rồi. Dạy cho bé rửa tay hả? Dạ, em dạy cho bé rửa tay. Dạ rồi, bây giờ em dùng ngôn từ của mầm non. Rồi bây giờ con làm theo cô nha. Con làm này không được cô ơi. Không, bây giờ con xoa như vậy cho đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ chú viết chì nha. Tưởng tượng đây là viết chì nha. Rồi bây giờ mình chuốt nè. 1, 2, 3. Đến theo cô nè. 1, 2, 3. Mình xoay nhanh. 1, 2, 3. Rồi bây giờ mình đổi tay. Nó khó quá cô ơi. Chút gì xoay như vậy dễ mà. Rồi cái này chuyển qua cái này dễ hơn nè con. Bây giờ mình tưởng tượng đây là cầu tuột ha. Mình tuột ha. Rồi tuột nè. 1, 2, 3. Đổi tay. 1, 2, 3. Bây giờ mình tuột ống nè. Xe đóng bàn. Mình tuột nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi sao tuột hoài làm cái này làm gì cô? Đây là mình làm cho cái kẽn con tay của mình cho sạch nè. Rồi bây giờ mình sẽ chà tay nha, con đan tay vào nhau. Rồi bây giờ mình chà. Cái này giống như chống Covid đó cô ơi. Đó sao? Giống sát trùng Covid hả cô? Đúng rồi, bây giờ mình bạn mới lên lớp là phải như vậy. Rồi bây giờ nè, trận cuối cùng là mình vắt nước cam nè. Bây giờ mình tưởng tượng nha, cái cam nè. Rồi bây giờ mình đỏ cho lòng tay vắt đi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi xong, Dũng. Về hai chồng chơi này hoài vui. Tay nó sạch. Được đó. Về lúc nào mà hai đứa dặn nhau chơi này vui nè. Dạ, cái này dân chút lên dân chơi này được rồi dân. Ừ, nãy Vân tính rồi mà tại vì không có Amity vì, đúng không? Ừ, không có Amity. Đó. Rồi, được rồi. Xong là hết giận luôn anh. Bây giờ hai đứa tay sạch rồi, nắm tay nhau đi. Nào, Trình. Dạ. Nắm hai tay luôn. Trình nhìn thẳng vào mắt Châu. Cảm nhận nãy giờ qua cuộc đối thoại, Trình trong lòng của mình thấy thế nào? Mình nói hết những cái gì đang suy nghĩ về người đối diện đi Trình, mong muốn gì nữa? Thì nãy anh nói rồi thì em nhìn mặt em phúc hậu và là người hiểu chuyện, thì anh mong là chúng ta sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Tất nhiên là chúng ta tìm hiểu, còn về tương lai thế nào có đến được với nhau hay không thì trong quá trình tìm hiểu thì chúng ta mới biết được những tính xấu và khuyết điểm của nhau. Bởi vì không phải là ai cũng hoàn hảo cả, nên ở đây chúng ta chỉ là cái duyên để đến gặp ở đây thôi. Còn trong cái quá trình mà mình tìm hiểu thì đến đâu đó em thấy anh những cái xấu nữa hơn nữa nó rồi là thì em lại không chấp nhận anh. Nhưng mà anh hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội để tìm hiểu nhau thôi. Thì
điều đấy là anh sẽ rất cảm ơn. Dạ. Là còn em có muốn nói với anh gì không? Dạ thì đến chương trình này gặp được anh thì nó cũng là một cái duyên. Thì em nghĩ là chúng ta cũng nên có một cái cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu cũng giống như anh nói. Thì em cũng mong là vậy. Dạ cảm ơn em. Tôi bấm đi nè, đang ngồi để bấm nè. Trở về ghế. Thời gian diễn ra cũng khá lâu, các bạn cũng có nhiều vấn đề trao đổi với nhau. Tôi tin chắc rằng trong lòng các bạn cũng đã có một sự lựa chọn nào đó, bấm hay không bấm nút. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, hai cái cặp cặp cùng lúc luôn rồi. Chúc mừng. Đấy, tay đã xen vào tay. Những nụ cười này tôi nghĩ rằng nó sẽ kết với nhau trọn đời đấy. Cố gắng lên. Hai bạn cũng đã lớn rồi, đủ hiểu để chúng ta làm sao có thể chăm sóc một mối tình cho nó hoàn thiện ha. Bây giờ Trình nói gì với gia đình của Châu đi. Thì trước hết xin chào em gái. Hôm nay em đi một mình đúng không? Có ba mẹ, gia đình của Châu đang xem chương trình đó. Cũng em con chào hai bác cùng với em ở đây. Thì hôm nay chúng con đến gặp nhau được ở đây là đã là một cái duyên. Thì con mong hai bác sẽ cho con cơ hội để tìm hiểu Châu. Và nếu mà được thì cho chúng con đến được với nhau. Còn nếu không được thì đó cũng là một cơ hội để chúng con tìm hiểu. Mong hai bác sẽ tạo điều kiện cho chúng con đến được với nhau. Thôi. Châu. Dạ thì có cô ở đây nè. Đó, cô chú thì em nói với cô đi. Dạ con cũng chào cô. Con cũng xin phép cô thì con đến đây thì cũng gặp anh thì cũng là một cái duyên rồi. Thì cũng mong cô cũng chấp nhận cho chúng con được em ở con được tìm hiểu anh thì có thể là sau này thì có thể tiến tới xa hơn. Ơi. Trò ơi trò, hồi nãy cô kêu trò rửa tay rồi đó. Rồi đã bây giờ sạch cho nên rồi bây giờ á trò đóng mộc lên má của cô đi. Giống mộc ngày đầu gặp gỡ đi trò. Em cho anh hôn em. Đẹp lắm. Nào. Hãy cứ nắm tay chặt như thế nha. Huy đã xem xong hai câu chuyện vừa rồi. Chúng tôi không hề có một kịch bản nào cả, mà tất cả đều từ trái tim và tùy theo cảm xúc của mỗi câu chuyện. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng là câu chuyện rất là đẹp. Các bạn hãy cố gắng giữ lấy hình ảnh đó, những gì đang có trên sân khấu. Những cảm xúc đó nó sẽ đông đầy theo năm tháng, và đến ngày nào đó những cảm xúc nó sẽ hòa quyện với nhau, và chúng ta sẽ về chung một nhà nhé. Chúc cho các bạn sẽ sớm về chung một nhà, đơn giản như vậy thôi. Rồi, với chị á, chị muốn nói với em một chút xíu. Chị nghĩ là cuộc đời con người ta đó có tiền vận, trung vận, hậu vận. Thì cái tiền vận của em nó có thể là chưa đúng với cái mong muốn của mình. Nhưng bắt đầu từ trung vận và sau đó cái hậu vận của em, chị nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc. Và bắt đầu từ hôm nay là cái hạnh phúc đó nó bắt đầu mỉm cười với em. Và em sẽ có một cái gia đình nhỏ của mình. Và chị chắc chắn là em sẽ bảo bọc cái gia đình đó thiệt là tốt. Ha? Em cũng hy vọng là như vậy. Tình nhìn anh nè. Tiền vận, trung vận nó tan nát hết trơn. Nó còn tan nát hơn em. Em biết anh mới mua xe VinFast mà sao. Đấy, thấy chưa? Đấy là hậu vận của ông ấy đấy. Hậu vận đấy. Ừ. Hậu vận đấy. Tiền vận là, trung vận là nó tan tác. Hậu vận nó đỡ hơn tí. Dạ. Em hy vọng cũng hậu vận cũng được một nửa của anh là được. Được, cố gắng lên nha. Không, dạ. Em ơi, không cần một nửa. Mình chỉ cần 1/4 thôi. Dạ, dạ. Chị còn được. Mong được 1/4 đây này. Thì tại em không đong đếm được nên em... Đấy, mình cứ mong 1/4 thôi em. 1/4 luôn.